dân biểu liên bang Julie Serovich thuộc đảng Tự Do, đơn vị Davenport vào lúc 5 giờ 30 chiều vào ngày thứ Sáu 6 tháng 5. Thừa ủy nhiệm của Cộng Tổng trưởng Bộ Gia đình, Thiếu nhi và Phát triển Xã hội Sean E. Douglas đã mời các cộng đồng được tài trợ từ chương trình Chân trời mới cho cao niên New Horizons for Seniors Program dự buổi tiếp tân tại văn phòng tọa lạc ở 1202 Bloor Street. Hi, my name's Julie Zerowitz. I'm the Member of Parliament for Davenport. I wanted to say hello to the Vietnamese community in Toronto. Today, we are celebrating the award of a $25,000 grant to the Vietnamese Association of Toronto. They have done a wonderful job of creating a program of a seniors choir of Vietnamese women. And so the federal government wants to support the seniors in their communities and wants to keep seniors active and engaged and a big part of their community. And so we are very, very proud and very pleased to have awarded $25,000 to the Vietnamese Association of Toronto for their women's choir service. I also want to bring greetings on behalf of our Prime Minister, the Right Honourable Justin Trudeau, and as well as our Minister of Children, Families and Communities, Minister Duclos. So thank you for allowing myself to introduce myself, and congratulations to the Vietnamese Association of Toronto. Sau phần trình bày hợp ca nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam do Ban Hợp ca Cao niên Hội Người Việt, bà Julie Kaserovich đã giới thiệu tổng quát chương trình Chân trời mới cho cao niên, trong đó có 3 điểm chính. Gia tăng phụ cấp cho cao niên đơn thân Guaranteed Income Supplement, GIS, lên $974. Cải tiến hưu bổng và tái quy định lại hạn tuổi được hưởng trợ cấp GIS là 65 tuổi. Bà Julie Kaserovich cho biết là có 6 tổ chức cộng đồng gồm có South Asian Women's Center, Abrigo Center, Oasis The Friend Community Center, La Cooperative Radiophonique de Toronto và Hội Người Việt Toronto với chương trình Cao Niên Hợp Ca đã được chính phủ liên bang tài trợ để thực hiện Chân trời mới cho cao niên. Lớp học nhạc dành cho người cao niên được bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2016 và mục đích là giúp để thành lập một cái ban hát để cho họ có cơ hội gặp gỡ nhau. Rồi đồng thời trong cái lớp học đó, chúng tôi cũng đặt cái vấn đề hướng dẫn nhạc, dạy những cái nhạc lý cơ bản và điều quan trọng nhất là làm sao dùng những cái bài hát ngắn vui của tuổi trẻ để cho quý vị cao niên đó được hòa nhập vào cái đời sống của mình, và mục đích là để tập thể dục. Trong bài hát đó, mặc dầu nó chỉ là một cái những cái ca khúc rất là bé nhỏ giống như thời xưa, nhưng nó giúp cho các cụ quơ tay chân cử động xong làm cho mạch máu giãn nở và đủ mọi cách. Và điều đặc biệt nhất là thấy các cụ rất là vui, càng ngày đi càng đông. Buổi tiếp tân tại văn phòng dân biểu liên bang Julie Deserovich đã kết thúc vào lúc 6 giờ 30 phút chiều cùng ngày.